Tôi cùng anh chị em và cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó. Chúa Giê-xu nói với các ông: hẳn các con bảo thầy là ai? Simon Phê-rô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu trả lời rằng: với Simon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là nơi anh chị em thân mến, cái duyên là với ban hành giáo của giáo xứ chúng ta, những con người cũng như người khác, thế nhưng đã được Chúa tuyển chọn để phục vụ cho cộng đoàn giáo xứ. Anh chị em cùng chia sẻ với chúng tôi và với tất cả giáo hội cái mơ ước của Chúa là mở rộng nước trời cho đến tận cùng trái đất. Và mơ ước là một chuyện, nhưng còn nhìn lại thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy cái sự yếu đuối và mỏng giòn của chính mình. Một trong những câu thánh kinh mà chúng tôi cảm thấy xúc động, ưa thích và có thể nói được như là cái kim chỉ nam cho đời sống làm việc của tất cả mọi người có ước mong làm việc tông đồ, đó là đoạn thánh kinh Chúa nói: thầy là cây nho, các con là cành, ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy các con không thể làm được gì. Và cái bí quyết thành công của các vị tông đồ lớn ở nơi là những người để cho Chúa làm, ý thức mình chẳng làm được cái gì hết, và điều quan trọng nhất mà mình cần phải có đó là mình ở trong Chúa và có Chúa ở trong mình. Ý nghĩa của cái câu thánh kinh: ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Và một con người thuộc loài nổi tiếng trên thế giới nhưng vẫn có thể là một con người khốn khổ và bần cùng chẳng ai biết đến, đó là anh Dick Vujicic, là một người khuyết tật từ trong lòng mẹ, không có tay và có một, xin lỗi, có nửa chân dưới, tức là một chân không có nữa, có nửa chân dưới, tức là một chân cụt và một chân coi như là không có, chỉ dư ra một chút, là người khuyết tật thực sự. Thế nhưng mà anh không có tự ti, mà trái lại là một người có sức mạnh và có lẽ sống. Anh đã đến thành phố Hồ Chí Minh tại White Palace trong một buổi trò chuyện diễn thuyết ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã nói: dù ai đó không phải ngồi trên xe lăn, nhưng bạn vẫn phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Nếu lúc đó bạn thiếu tự tin, sợ thất bại, bạn nhìn về quá khứ mà sợ nhìn về tương lai, thì chính điều đó sẽ níu kéo bạn, khiến bạn không thể tiến lên. Và quả thực, chúng ta nhiều khi không phải là người khuyết tật, nhưng mà cái lối tự ti, lối sợ hãi
làm cho chúng ta trở nên những người khuyết tật thực sự trong tâm hồn. Và anh Đích còn nói thêm, khi tôi 10 tuổi, tôi gần như uống vui xuôi, tôi bắt đầu hàng và nghĩ không bao giờ mình có việc chi để làm. Ta thử nghĩ xem có một người không có tay và có nửa chân rưỡi thì làm được cái chi? Tôi không nghĩ tôi có thể cưới vợ, lập gia đình, nhưng bây giờ không chỉ lấy vợ, lập gia đình mà tôi còn có một đứa con trai và là một con người hạnh phúc, có được sức mạnh và một lẽ sống. Và đời sống của anh Nick Vujicic là một hình ảnh sống động cho con người của chúng ta. Và Chúa không chọn những con người hoàn hảo để mà làm cột trụ của giáo hội. Chúa chọn hai vị thánh có nhiều cái hay nhưng mà cũng có nhiều cái dở, là Phêrô và Phaolô, để làm cột trụ cho giáo hội, để nói với chúng ta rằng chính Chúa chứ không phải là con người thiết lập giáo hội và tiếp tục xây dựng duy trì sự sống ở trong giáo hội. Phần chúng ta thì quả thực chúng ta luôn có những người là những con người có nhiều khuyết tật, có người bị khuyết tật điều này điều kia, rồi có người có nhiều điều hay nhưng mà vẫn có một điểm yếu nào đó. Phải nói được là không ai hoàn hảo về thể xác cũng như tâm hồn. Tuy nhiên có nhiều người biết bổ túc cho khuyết tật của mình bằng cái nghị lực, bằng phấn đấu và nhất là bằng cái niềm tin để vươn lên. Và phần chúng ta noi gương hai vị thánh, đừng bao giờ buông xuôi cho số phận, buông xuôi cho dòng đời đưa đẩy. Nick không phải là một thiên tài, nhưng anh đã là một nhân vật, là gương mẫu cho nhiều bạn trẻ khác có thể vươn lên để bổ túc cho khuyết tật của mình. Anh không có tay chân nhưng vẫn lạc quan phấn đấu vươn lên, nhất là có một cái niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa. Và trong mọi buổi nói chuyện luôn luôn anh đề cập đến Thiên Chúa như là cái lẽ sống cho chính mình. Phần chúng ta cũng noi gương hai thánh tông đồ là những người được thánh thần soi dẫn, được Chúa Giêsu vẽ đường và được trở nên hai cái cột trụ cho giáo hội. Hai ngài là thực sự là hai vị sao sáng trên bầu trời của giáo hội, để qua đó chúng ta mỗi người một cách nhìn vào nó và noi theo. Nhưng điểm đặc biệt của các ngài đó là khiêm tốn, nhận mình yếu hèn tội lỗi, rồi mở rộng lòng mình ra đón tình yêu của Chúa. Và một trong những điều có thể nói được đó, hai ngài là cái người để cho Chúa làm trong lòng mình, làm trong cuộc sống của mình, còn chính mình chỉ là cái công cụ trong bàn tay của Chúa. Một điều ai cũng có thể nhận ra nơi hai thánh tông đồ đó là không buồn, không sợ, không nản và luôn luôn nối kết với nhau. Ta cũng biết Phêrô và Phaolô có nhiều điểm bất đồng về giáo lý, về niềm tin, thế nhưng mà khi cần có một tiếng nói chung thì có được ngay. Phaolô thì vâng lời Phêrô, dù là Phêrô thì nói về học thức chẳng có gì cả so với Phaolô. Hai người khác nhau nhưng vẫn là kết hiệp nên một được với nhau. Đó là một mẫu gương cho tất cả chúng ta nhìn vào đó và noi theo. Xin đừng quên hai vị tông đồ này có mấy đặc điểm: không buồn, không sợ, không nản chí và kết hiệp với nhau, nên một với nhau. Và đây cũng là cái điều tất cả chúng ta cần có trong công việc của mình. Chúng ta hãy tin rằng là Chúa làm mọi sự, phần chúng ta chỉ cộng tác mà thôi. Có khi nào cây bút nó lại cừu nừ với cái bàn tay của người họa sĩ không? Thưa rằng không, cây bút thuận theo bàn tay của họa sĩ thì mới có được những bức tranh đẹp. Và chúng ta buồn, chúng ta sợ, chúng ta nản là bởi vì chúng ta tìm cái ý của mình chứ không phải tìm cái ý của Chúa. Và khi mà tìm theo ý của mình
thì chúng ta sẽ thấy dễ buồn, dễ nản, dễ sợ và dễ nổi giận nữa. Nói chuyện đơn giản như trong đời sống gia đình, có nhiều khi ta nói với con cái điều này điều kia, rồi đối với hàng xóm chuyện này chuyện khác mà không được như ý ta, ta sống tốt mà họ không tốt thì ta thấy buồn. Rồi hay là ta sợ thua, sợ thất bại, rồi ta nản chí, thấy mình cố gắng rồi mà chẳng thấy ra đâu vào đâu cả, thì mình nản chí và nổi nóng lên. Những lúc đó là những lúc ta tìm mình. Còn ngược lại, khi ta tìm Chúa thì sẽ không có bốn cái chữ đó, không có cái buồn, không có cái sợ, không có cái nản và không có cái nóng. Và khi người ta phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tên của Ngài là Giorgio Bergoglio, thì người ta hỏi Giorgio Bergoglio là ai, thì Ngài trả lời: tôi là người tội lỗi được Chúa nhìn đến. Và Ngài tuyên bố: chính tôi là người tội lỗi đây, có là gì đâu. Cái là ở chỗ Chúa nhìn đến, Chúa thương xót tôi. Và từ đó người ta tìm xem Chúa xót thương ở chỗ nào. Hai thánh tông đồ ai cũng cảm nghiệm được cái yếu, cái sai, cái dở và cái bất lực của mình. Phêrô thì rõ ràng là đã chối Chúa ba lần, cho nên nếu sau này thấy có ai chối Chúa thì chắc chắn một điều, Phêrô chẳng dám nặng lời đâu. Còn Phaolô thì lại là một người có nhiều nhiệt tình, nhưng mà lại đi sai đường. Cái đường thẳng không đi là đi cái đường cong, cái đường thẳng đến với Chúa thì không thích, mà lại đi cái đường cong là qua cái giáo hội Do Thái giáo, và đâm ra càng đi càng xa Chúa ra. Chúa nhìn thấy cái thiện chí của Phaolô, cho nên đã cho ông một cái tánh, gọi là tánh thì đâu, nhưng mà cái đau đó là cái đau có ích, bởi vì nhờ đó mà ông nhận ra được cái sai của mình. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái quyền năng của Chúa, đó là trong khi mà Phêrô bị giam trong ngục thì Chúa sai một sứ thần đến để đưa ra khỏi ngục. Và cứ tưởng như là mình mơ, nhưng mà thực ra không phải, đó là chuyện có thật. Và qua cái câu chuyện này thì chúng ta mới thấy được, nếu mà Chúa muốn thì mọi chuyện Chúa làm được hết. Nhưng mà tại sao mà giáo hội còn bị bắt cải, tại sao Phaolô và Phêrô đều bị giết chết, là bởi vì Chúa muốn như vậy. Và khi mà đã biết là Chúa muốn thì chúng ta sẽ thấy không còn sợ hãi điều chi nữa, không còn buồn, không còn lo. Và trong câu đắc ca chúng ta lập đi lập lại nhiều lần: Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Một đứa bé, nó thực sự là yếu đuối, nhưng mà nó nắm tay bố nó thì nó không biết sợ gì hết. Khi mà chúng ta còn thấy sợ điều chi đó thì hoặc là chúng ta đã buông tay Chúa ra để tìm kiếm cái điều mình muốn. Còn hai đứa là chúng ta cậy vào mình hơn là cậy vào Chúa. Là một người thực sự tìm kiếm điều Chúa muốn và cậy nhiều vào Chúa hết thì làm mà không biết sợ điều chi. Chúng ta dâng lễ cùng với hai thánh tông đồ, giúp cho chúng ta nhận biết được thực sự sâu xa cái yếu đuối, cái hèn mọn, cái tội lỗi của mình, để tâm niệm một điều: trong mọi việc chúng ta làm, không phải chúng ta làm không được một chút gì hết, nhưng mà Chúa làm hết. Có thể ví được như là một cây cọ ở trong tay một họa sĩ. Cây cọ đó làm được cái chi? Thưa rằng là từ nó chẳng làm được cái chi hết. Cái điều duy nhất mà nó làm được, đó là nó để cho họa sĩ muốn làm gì thì làm. Khi nào mà nó chống đối lại họa sĩ, họa sĩ đưa lên, nó không chịu, nó đòi đưa xuống, thì lúc đó nó đã làm hư cái công việc đẹp nhất của nó, là vẽ một bức tranh đẹp nhờ bàn tay của họa sĩ.
trong công việc chúng ta dâng cho Chúa cái thiện chí của chúng ta, để rồi làm gì? Để tìm kiếm đâu là điều Chúa muốn và làm, và làm không sợ hãi, không buồn, không nản, không tìm kiếm ý mình, mà phó thác tất cả cho Chúa. Và lúc đó chúng ta sẽ thành công như là hai vị thánh tông đồ, nhiều yếu đuối, nhiều hèn mọn, nhiều tội lỗi, thế nhưng bây giờ đã được gọi là trụ cột của giáo hội, và công việc của các ngài đã trải qua hơn 2000 năm rồi vẫn còn tồn tại. Hỏi rằng có một cái đoàn thể, có một quốc gia nào mà tồn tại được 500 năm không? Không có. Còn cái này là 2000 và còn nữa, đứa cho đến ngày tận cùng thế giới. Này Chúa, xin cho chúng con thực lòng tìm kiếm Chúa và thành công và chiến thắng và đạt được những điều Chúa ước mong và những điều đem lại cho chúng con hạnh phúc đời đời.